người ta phải giải xỉ ở đây cho đỡ trơn, xỉ cát. Một Noel buồn rồi các bác. Tình hình dịch bệnh đang rất là nghiêm trọng ở Cộng hòa Séc này. Chuẩn bị lại đóng cửa hết rồi. Một Noel buồn. Giờ tôi đang đi đưa cho cái bà chị quen ở đây một ít đồ. Có người gửi bánh chưng Noel. Xin kính chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi tôi không ra video. Giờ tôi có một đôi giày. Đây là chiếc hộp của nó. Tôi muốn cho mọi người xem. Đây là đôi Air Max 1. Đôi này rất là đặc biệt. Bây giờ tôi sẽ mở hộp. Bên trong là giày lót, không gì đặc biệt cả. Ngoài ra Nike có tặng thêm cái khăn lau này. Đây là xung quanh đôi giày. Bên trong thì tổng thể đôi giày là ở các cái mặt ngoài ấy. Ngoài chỗ này là da bình thường thôi. Một màu hơi xanh xanh, màu ghi ghi. Còn chỗ này là mũi giày là màu trắng và da nó nhăn nhăn. Đế màu trắng. Mũi gà có logo của Nike nhưng mà được cưa làm đôi. Gót giày cũng vậy, được cắt làm đôi. Còn cái đế dưới cùng này thì màu nó hơi ngà ngà trắng chứ không phải màu trắng. Đây là cửa sổ E. Thì đôi giày này được thiết kế và sản xuất năm 1987 bởi nhà thiết kế Tinker Hatfield, rất nổi tiếng. Còn dấu sút mà chia đôi một màu trắng và một màu xanh này thì Nike gửi thông điệp là cái màu này này là do Nike thiết kế. Đây mọi người thấy. Nhưng mà khi mình đi lâu, thời gian nhiều thì nó sẽ có màu xanh này. Màu khá đẹp. Rất đẹp luôn. Đôi giày này có tem là Made in China, Trung Quốc. Còn đôi Air Max 1. Đôi Air Max 1 này có một điều đặc biệt. Có nghĩa là khi mình đi lâu ấy, thì cái lớp sơn này nó sẽ bong chóc ra, bên trong sẽ là một màu khác. Còn đâu chất liệu da và các thứ, nó giống hệt những đôi Air Max 1 huyền thoại. Không có gì là khác biệt cả, chỉ khác biệt là khi mình đi qua thời gian thì cái này nó sẽ bị bong chóc ra. Cái này là do mình đi lâu ấy.
thì cái sơn này nó bong chóc ra thì nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau do mình tự tạo ra. Rất là hay. Một thông điệp. Đấy. Đây là cá nhân hóa của đôi giày. Bây giờ mình có thể trà xước ra luôn được. Dùng cái khăn này. Dùng cái khăn này mình có thể cọ vào các cái phần này. Nó cũng bay cái lớp sơn này ra. Đây là Nike hướng dẫn. Ở chỗ vị trí nào là có thể mình có thể trà xước được. Một đôi giày rất hợp đi vào dịp Noel này. Rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chúc mọi người có một Giáng sinh an lành vui vẻ. À hồi, ngồi một mình một xe buýt luôn, không có ai cả. Quá kinh điển. Một mình một xe.